làm TV. Xin chào các bạn. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình có cánh bướm. Đây 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 là đây các bạn ơi, bạn ơi. Đây 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 là cái cánh bướm các bạn ạ. À. Và bố mình muốn mua bạn đâu nhé. Các bạn mình sẽ mở ra nhé. Các bạn biết này thì không? Đó là cái gậy đấy. Và đây là cái váy, và đây là cánh bướm, và đây là cái để đeo đầu, đây là cái gậy. Mình sẽ mở ra nhé. Các bạn ơi, một cái váy nè. Rồi, xong. Rất là đẹp. Các bạn ơi, một cái đeo đầu nè. Có trò chơi mới đấy. Thế con chơi đi, con ra con đeo đi, con mặc đi. Hôm nay nhá, bố mình bảo là mặc đấy các bạn ạ. Mình sẽ lấy này này, dùng này á, dùng này là biến thành con gì ấy các bạn ạ. Còn đây là cái váy ba ơi. Đây là cái đeo đầu đấy. Ba có biết đây gì không? Đây là cái cánh bướm à? Vâng. Ừ. Còn đây cái bướm tóc của con à? Ừ. Hôm nay chúng mình sẽ mặc nhé các bạn nhé. À. Đây. Chiếc váy này thì mình mặc được đấy các bạn ạ. À. Đấy. Còn cái này cầm trên tay mình búng luôn các bạn ạ. À. Đeo cái vào đầu đi, con đeo cái vào đầu xong đeo cánh đi cho nó. Dạ. Các bạn ơi, bố của mình không thấy đâu các bạn ơi. Các bạn ơi. Ba bao giờ quỷ ra? Nào để ba giúp. Nào. Bên đây nữa mà. Đây nữa mà. Rồi, rất là xinh đấy. Nè. Váy nữa này. À, váy nữa này. Váy nữa. Ừ, con mặc này. Nhưng mà có quần sandwich trong đây rồi. Xinh nha các bạn ạ. À. Đấy, nhanh